Dạ vâng, Cát Vy xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của Đài Quê Hương, cũng như là tất cả quý khán thính giả khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Nếu mà quý vị có xem Cát Vy hát cũng như là xem chương trình Đài Quê Hương, ngày hôm qua thì Cát Vy lâu rồi không có dịp nói chuyện với chú Khôi, và Cát Vy cũng đổi số phone, do đó mà chú Khôi không có tìm Coffee được. Và chú nhắn Coffee trên Facebook là: Coffee ơi, mình có thể thâu hai bài hát được không Coffee, để mà chú làm cái chương trình trong đài trong cái mùa dịch này, trong cái mùa cách ly này thì ai cũng ở nhà cũng rất là buồn, và chú cũng đảm trách rất là nhiều công việc trong đài, thì Coffee cũng thấy rất là thương chú. Nhưng mọi người cũng biết là Coffee có khoảng thời gian hợp tác với đài cũng khá lâu, và sau đó thì từ lúc mà Coffee có bé đó, thì và Cát Vy vừa học vừa làm, Cát Vy vừa học bằng 4 năm, sau đó Cát Vy tiếp tục chương trình master khi mà có bé Calman. Lúc đó thì rất là bận, cho nên là Cát Vy không thể nào sắp xếp công việc trở lại đài được. Cho đến bây giờ thì Cát Vy vì cuộc sống, cho nên vì chăm sóc con và gia đình, cho nên Cát Vy càng bận rộn hơn ngày xưa rất là nhiều. Nhưng mà mỗi lần chú Khôi cần gì là Cát Vy luôn sắp xếp và luôn rất là nhiệt tình, bởi vì đó là cái duyên đó mọi người. Thì Cát Vy rất là cảm ơn chú Khôi rất là nhiều, và ngày hôm nay Cát Vy chọn chiếc áo dài này là một chiếc áo dài rất là kỷ niệm. Chiếc áo dài này là mẹ của Cát Vy may, thường thì lên đài là mẹ của Cát Vy may áo dài cho Cát Vy, và chiếc áo dài này năm 2012, năm 2011 12 gì đó, Cát Vy thâu cái bài hát Thương Hoài Ngàn Năm. Thì mọi người cũng có thể xem lại bài Thương Hoài Ngàn Năm, lúc đó Cát Vy mặc chiếc áo dài này lên đài quê hương, và cô Đoan Trang là người quay cho Cát Vy. Cho nên hôm nay Cát Vy trong cái niềm tưởng nhớ đến cô, và Cát Vy cũng chọn lại cái chiếc áo dài này mà Cát Vy đã từng mặc, đọc tin trên đài cũng như là thâu cái bài hát cho chương trình của đài quê hương. Và Cát Vy rất là vui, và mình vẫn còn mặc vừa vặn chiếc áo dài như thế này, rất là vui mọi người ạ. Và niềm vui hơn nữa là chú Khôi vẫn luôn nhớ đến tất cả những người đã có khoảng thời gian cộng tác với đài, và Cát Vy là một trong những người đó, và chú không bao giờ quên ai cả. Cát Vy rất là appreciate chú Khôi, và ngày hôm nay Cát Vy sẽ hát lại bài hát Không Bao Giờ Quên Anh. Bài hát này là bài hát, một trong những bài hát sau cùng mà Cát Vy có hợp tác với đài. Cát Vy còn nhớ khoảng thời gian đó trước khi Cát Vy chia tay với mọi người, thì chú Khôi và cô Đoan Trang là người đã làm MC trong cái chương trình ca nhạc của hôm đó, và bài hát Không Bao Giờ Quên Anh là bài hát thay lời muốn nói cho Cát Vy để tạm thời tạm biệt mọi người trong cái khoảng thời gian năm 2014 đó. Và ngày hôm nay Cát Vy sẽ hát lại cũng như là bày tỏ cái lòng biết ơn và tri ân đến cô Đoan Trang cũng như là chú Khôi, và Cát Vy sẽ không bao giờ quên cô, sẽ không bao giờ quên mọi người. Và bài hát Không Bao Giờ Quên Anh, đây là sáng tác của Hoàng Trang, xin mời mọi người cùng thưởng thức. Và Cát Vy kính chúc cho mọi người luôn luôn được bình an, luôn luôn được nhiều sức khỏe trong cái mùa dịch này, và trong mỗi ngày trong cuộc sống đều thấy được niềm vui và luôn luôn bình an mọi người nhé. Cát Vy xin chào. Đây là bài hát Không Bao Giờ Quên Anh, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trang. Và Cát Vy không có dàn máy karaoke, Cát Vy thường hát bằng cái YouTube như thế này, thì mong mọi người thông cảm. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. Ngày nào đã quen nhau vì chung hướng đời, mình cho trao nhau nụ cười và tình yêu đó tôi đem trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao
giờ tôi không bao giờ quên anh, cho đến hôm nay vậy nước nở nghẹn ngào mình em lòng xa nhau. Còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về buồn kể nhau nghe chuyện đời. Tình mình này chết như lau thu rơi đường trần mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình lơ ngác trong đêm trường tôi chịu với niềm yêu. Tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn, xa nhau mấy người không buồn không nhớ xót xa cho tình yêu. Nói tiếc xa xôi ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời, nhưng nay hết rồi hai người hai lối, lúc đêm buồn không anh tôi gọi yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến. Đừng thương tiếc chi anh, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời. Tình mình này chết như lá thu rơi đường trần mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên anh. Mọi người có khỏe không? Nếu mà mọi người có thời gian xem Đài Quê Hương ngày xưa thì có khi có khoảng thời gian đọc tin, có làm phóng sự cho đài cũng như là talk show, và có khi cảm thấy rất là vui khi mà có những kinh nghiệm rất là đẹp với đài. Cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn, xa nhau mấy người không buồn không nhớ xót xa cho tình yêu. Nói tiếc xa xôi ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời, nhưng nay hết rồi hai người hai lối, lúc đêm buồn không anh tôi gói yêu thương xin trao cho âm tình về người tôi yêu mến. Đừng thương tiếc chi anh, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời. Tình mình này chết như lá thu rơi đường trần mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên anh. Tuy là cô Đông Trang đã xa rồi nhưng mà các vị tin rằng mọi người sẽ luôn nhớ cô và không bao giờ quên cô, và cũng như các vị sẽ không bao giờ quên cô, cũng như các vị sẽ không bao giờ quên tất cả khán quý khán giả của Đài Quê Hương. Xin kính chúc cho mọi người luôn luôn được khỏe mạnh và
dồi dào sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Các vị chào tạm biệt mọi người. Bye.